còn chỉ có 25% là bánh phở và 15% là thịt và hành. Hương vị của em cho là 17 vị cũng bắt. Và trong đó thì có kèm thêm một số cái phụ gia chẳng hạn như là gừng này, hành nướng này. Nhưng cái đấy thì nó chỉ là cái phụ gia thôi, còn để tạo được một cái nồi nước phở nó thơm ấy, thì là nó do cái hương liệu kia. Cái hương liệu đấy nó tạo lên một cái hương vị riêng của từng nhà một. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng rất hiểu một điều rằng là đối với mỗi một nhà hàng thì đều có một cái bí quyết riêng. Và chỉ một chút chia sẻ nhỏ nhỏ của ông chủ nhà phở Vui thôi thì chúng ta đã thấy là rất kỳ công để có được cái hương vị, và như anh nói là cái quan trọng nhất chiếm 60% là nước dùng. Chắc chắn là để nói ra 17 vị thức bắc là gì thì cũng rất là khó để chia sẻ. Nhưng cũng chia sẻ với quý vị khán giả là ngày xưa khi mà Quang Vinh muốn được ăn bát phở ấy, thì nhiều khi có khi còn phải giả vờ ốm. Đúng đấy ạ. Không, bình thường là chỉ ăn cơm đều, giả vờ ốm xong rồi là thế nào có khi là được bố mẹ là mua cho bát phở, cho cái cặp lồng này đấy. Rồi khi mà đi ăn phở cùng với cả bà hoặc mẹ hoặc các cô trong nhà thì bao giờ cũng vậy, không bao giờ cái bát phở của người lớn mà còn nguyên trước khi ăn cả. Những cái miếng ngon nhất, ví dụ như là chẳng hạn như quý vị nhìn đây có thể là miếng thịt, là sẽ gắp cho con, cho cháu, cho bà hoặc là cho người lớn tuổi. Chứ không phải như bây giờ thì chúng ta, cuộc sống bây giờ có lẽ là nó cũng được thay đổi và được nâng lên rất nhiều. Chúng ta không chỉ ăn no mặc ấm nữa mà bây giờ ăn ngon mặc đẹp rồi. Thì cái điều này nó cũng có lẽ là nó cũng không còn nhiều lắm cái hình ảnh như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cũng muốn chia sẻ với quý vị ở đây rằng là có những cái thứ nó rất gần gũi thân quen với đời sống của chúng ta hàng ngày. Nhưng có thể vì cuộc sống, sự phát triển cũng như nhịp độ của công việc đôi lúc làm chúng ta quên đi những cái hình ảnh rất đỗi thân quen và vô cùng giá trị đó. Chúng tôi muốn gửi gắm qua chương trình với những cái món ăn rất gần gũi này để chúng ta hãy cùng ôn lại, nhớ về những cái văn hóa truyền thống, nhớ về những cái nét đẹp của tình người, của con người Hà Nội, của dân tộc, của con người Việt Nam luôn luôn san sẻ với nhau những lúc khó khăn. Và ngày hôm nay có thể là đời sống thì được nâng cao, rất nhiều những cái mục đích khác của riêng mỗi người, nhưng chúng tôi tin rằng nếu như chúng ta gìn giữ cái nét văn hóa truyền thống thì đó chính là một giá trị để chúng ta phát triển để sánh vai bằng bất kỳ ai trên thế giới này. Về đêm, dạo quanh 36 phố phường Hà Nội, thưởng thức quả đêm thật hấp dẫn. Đầu đó bên đường là những hàng xôi, hàng nước, hàng phở, hàng bánh mì thật hấp dẫn. Và tiếp theo cuộc hành trình khám phá các món quà đêm của Hà Nội, chúng tôi đã dừng lại ở hàng xôi Yến, một hàng xôi gia truyền thu hút được nhiều thực khách, nhất là vào buổi sáng và buổi tối. Vừa rồi hình ảnh những con phố rất là quen thuộc đã đưa chúng ta đến một địa chỉ, đó là phố Nguyễn Hữu Huân. Và đến đây thì chắc hẳn mọi người đều biết đây là một con phố có thể gần như được mệnh danh là phố của các loại xôi. Rất nhiều các loại xôi ngô, xôi xéo, xôi trắng. Và cách thưởng thức bây giờ thì có lẽ là cũng khác rất nhiều anh Khánh nhỉ? Ngày xưa thì là người ta có một cái rất đơn giản là mua xôi thì người ta vào người ta có thể là gói ngay một tờ giấy báo. Như người ở Tràng An thì thường là dùng lá sen để nó cái hơi nóng sôi nó quyện cái mùi hương sen vào rất quyến rũ. Em nhớ như ngày xưa thì khi ở ngay đầu phố này em đâu thì là có sáng sớm nào vậy có một bà cắp một cái thúng sôi này và mở ra thì đơn giản lắm nhưng mà cũng rất là thơm ngon. Thế còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng theo sự phát triển của cuộc sống thì chúng ta cũng thưởng thức giống như bây giờ để xem cái hương vị nó như nào. Thì ngày hôm nay thưởng thức xôi tại đây thì anh sẽ ăn cùng với cái thức ăn gì? Tôi sẽ gọi là một cái xôi xéo, là xôi phổ thông. Thế thì bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức món xôi xéo theo cách của anh Khánh, là cách truyền thống ngày xưa, và theo cách của Quang Vinh thì mình sẽ thưởng thức theo cách bây giờ, là tôi sẽ gọi một cái bát xôi với một chút thịt gà. Vâng, còn anh thì sẽ là xôi xéo với muối vừng. Vâng. Và ruốc. Ruốc. Vâng. Chị ơi, có thể cho xin hai bát xôi, một bát xôi xéo gà và một bát xôi xéo với muối vừng. Nhưng mà có thể cho mượn một cái đôi găng tay ni lông để chúng tôi sẽ thưởng thức theo cái cách ngày xưa, rất là thú vị. Có lẽ là trong mỗi gia đình thì ngoài cái việc mà chúng ta thưởng thức món xôi hàng ngày ở các cái cửa hàng như bây giờ, hoặc trước đây là từ những cái thúng của những người bán hàng rong, thì vào những cái dịp ngày lễ, ngày Tết thì chắc chắn là trên mâm cỗ là không thể thiếu được cái món xôi, đầu tiên là để thắp hương ông bà tổ tiên, sau đó là để thụ lộc, để thụ
Lộc và cả gia đình cùng thưởng thức. Thì anh có thể chia sẻ với khán giả của chương trình là một chút về cái cách nấu cái đồ xôi ngày xưa thì và bây giờ nó có cái điểm khác biệt gì với nhau? Thường ở những cái ngày Tết, ngày giỗ, ngày rằm, người ta đồ xôi nó chõ sành, người ta nấu bằng bếp củi. Vẫn là những nguyên liệu giản đơn mà ngày nay vẫn dùng để nấu xôi, đó là gạo nếp, đỗ xanh. Nhưng cách nấu xôi xưa kia lại mộc mạc mà khi nhắc lại với nhiều người đó chỉ còn lại là ký ức. Khi mặt trời vừa ló dạng, người phụ nữ trong gia đình thường sửa soạn nguyên liệu để nấu xôi. Khác với cách chế biến món xôi như ngày nay, món xôi truyền thống thường được nấu trên những chõ xôi bằng sành, bằng gốm và được đun to lửa trên các bếp dạ, bếp rơm. Có như thế khi xôi chín, hạt gạo bóng và no tròn như được bôi thêm một lớp dầu mỡ. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thưởng thức món xôi ở tại Nguyễn Hữu Huân. Đây là xôi xéo anh ạ. Tôi thích cái xôi này. Đây là tôi lắm này. Đấy. Ví dụ như thế này, nếu mà bạn ăn muối vừng thì bạn chấm như này. Đấy, muối vừng. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng đối với ẩm thực Hà Nội, từ những cái món ăn rất là dân dã truyền thống thôi, nhưng cũng đã có rất nhiều những cách thưởng thức khác nhau theo thời gian, theo tiến trình phát triển của lịch sử của đời sống. Đời sống ngày hôm nay dù có nâng lên bao nhiêu thì cái hương vị của xôi xéo, xôi ngô, xôi trắng ngày xưa vẫn còn được giữ nguyên. Nhưng để cho đáp ứng được cái khẩu vị của thực khách thì có thể chúng ta ăn kèm theo với rất nhiều những thức ăn khác. Nhưng vẫn còn đó những cái cách thưởng thức truyền thống rất là thú vị. Bắt nhịp với cuộc sống hiện đại nhưng cách nấu xôi truyền thống vẫn không hề thay đổi. Để hạt xôi thơm, dẻo mà không bị nát, người nấu xôi cũng phải ngâm gạo, rồi vo sạch gạo lại một lần nữa trước khi cho vào chõ để đổ xôi. Tuy nhiên, những chiếc chõ xôi bằng sành, bằng gốm xưa kia giờ đã được thay bằng những loại chõ nhôm vừa tiện dụng, lại vẫn đảm bảo được tính giữ nhiệt cao, giúp xôi chín đều, dẻo và thơm. Để rồi sau khi được nấu chín, qua bàn tay khéo léo của người bán hàng, điểm thêm chút hành phi, chút mỡ thơm phức cho mềm rồi gói lại cẩn thận trong lá sen, thật hấp dẫn. Với hạt nếp đồng quê tròn mẩy, trắng trong kết duyên với đỗ xanh, ngô nếp đã làm nên hương vị đặc biệt của xôi Hà Thành. Mà với người Hà Nội, đây vẫn là hai loại xôi được nhiều người ưa thích. Thưa quý vị và các bạn, để thưởng thức các cái loại xôi truyền thống từ xôi xéo, xôi ngô hay là xôi trắng đến với Nguyễn Hữu Huân thì chắc chắn là các bạn đã biết đến cái điểm đến này. Nhưng mà cũng có rất nhiều cách thưởng thức khác nhau. Vừa rồi thì chúng ta thấy nhà thơ Nguyễn Văn Khánh thì đã thưởng thức theo cái cách truyền thống, đó là chim chim cái nắm xôi lại. Và cũng rất là tình cờ khi vào trong bếp thì lại thấy chị chủ hàng đang thái thịt gà ở đây. Thì có lẽ là chúng ta cũng có một cái cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với cả chị chủ quán để hiểu rõ hơn về các cái món ăn liên quan đến xôi trong ngày hôm nay. Chào chị có thể cho khán giả của chương trình được biết là nhà mình đã bán xôi ở đây lâu chưa ạ? Nhà chị bán xôi được hơn 10 năm rồi. Thời gian cũng nói chung là tương đối lâu. Theo chị thì khi mà thực khách đến với cả nhà hàng mình thì bây giờ thì thường người ta hay gọi cái món gì hả chị? Ngày xưa thì người ta hay ăn xôi với muối vừng. Nhưng thời nay thì lại ăn nhiều món lắm. Xôi gà này, trứng ốp này, trứng kho này. Vẫn là xôi trắng, xôi xéo hay xôi ngô. Nhưng để tăng thêm khẩu vị mới lạ cho thực khách, người ta đã dùng thêm các nguyên liệu khác đi kèm, giúp lôi cuốn thực khách. Đúng theo như lời mời của chị Phương, chủ nhà hàng xôi Yến, các món xôi ở đây có rất nhiều loại để bạn lựa chọn. Xôi xéo có mùi thơm của hành khô quyện mỡ gà rất hấp dẫn. Ăn kèm với thịt gà, thịt lợn kho hay ruốc. Còn nếu bạn đã ngán món xôi xéo béo ngậy thì có thể gọi món xôi khác ăn kèm với lạp sườn, trứng rán, pate, thịt gà. Bạn sẽ cảm nhận được hương vị của món quà đêm này thật hấp dẫn.
Vâng, kính thưa quý vị, chắc hẳn trong ngày hôm nay thì quý vị đã có những cái trải nghiệm rất thú vị cùng Quang Vinh và nhà thơ Nguyễn Văn Khánh. Và chắc chắn rằng là chúng tôi rất muốn trong những chương trình tiếp theo nói về ẩm thực của thủ đô Hà Nội thì quý vị sẽ gắn cùng với chúng tôi để theo dõi chương trình để hiểu thêm về văn hóa ẩm thực nơi đây. Và cũng xin được cảm ơn nhà thơ Nguyễn Văn Khánh đã có một ngày đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.